Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ gặp mặt công chức tư pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Làng nghề trồng mai Điền Hòa, huyện Phong Điền đẩy mạnh thực hiện đề án trồng mai vàng để xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế và làm giàu cho người dân. Xe chở vật liệu xây dựng cho dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây bụi, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 4. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp mặt công chức tư pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, trên địa bàn tỉnh có 274 công chức tư pháp hộ tịch, trong đó có 9 thạc sĩ luật, 251 đại học luật. Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ phù hợp với tiêu chuẩn, tính chất và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác được giao. Năm 2020, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính do công chức tư pháp hộ tịch tại các ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận và giải quyết hơn 161.000 hồ sơ, chiếm tỷ lệ gần 85% so với tổng hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn tỉnh. Điều này cho thấy khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu các công chức tư pháp hộ tịch phải tham mưu thực hiện. Các công chức tư pháp hộ tịch cũng đã làm tốt công tác thẩm tra, ra soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi, công tác trợ giúp pháp lý. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương và ghi nhận những đóng góp của công chức tư pháp hộ tịch trong việc góp phần thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, lần đầu tiên gặp mặt đông đủ 274 cán bộ tư pháp hộ tịch để có dịp cởi mở trao đổi những định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới, cũng như hoạt động trên lĩnh vực tư pháp. Chủ tịch cũng chia sẻ những khó khăn mà công chức tư pháp đang gặp phải về khối lượng công việc thực hiện lớn, phần mềm đăng ký hộ tịch và hệ thống một cửa chưa liên thông, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn thiếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành tư pháp tiếp tục nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch, phát huy vai trò quan trọng của công chức tư pháp hộ tịch trong việc tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trong điều kiện mới. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh, góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và áp dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp trên địa bàn. Sáng ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị thành phố Huế và một số dự án trên địa bàn huyện Phú Vang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra dự án cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, dự án chỉnh trang cải tạo chợ Đông Ba và dự án suối khoáng nóng Mỹ An tại Phú Vang. Kiểm tra công tác triển khai dự án cầu chui đường sắt Bắc Nam, đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng đây là dự án góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan cho khu vực, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương, đảm bảo lưu thông thông suốt cho các xe du lịch từ 17 chỗ trở xuống khi qua vị trí cầu chui. Chủ tịch yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Huế triển khai dự án theo đúng tiến độ, khi thi công phải đảm bảo giao thông thông suốt. Cùng với việc đảm bảo chất lượng phần cầu chính, đường hai bên cầu cần quan tâm đến các hạng mục khác như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh, tạo mỹ quan và lát vỉa hè tạo lối đi bộ. Kiểm tra dự án cải tạo chỉnh trang tại chợ Đông Ba, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang mặt tiền chợ phía Trần Hưng Đạo, ban quản lý chợ cần tiếp tục giải tỏa đường Chương Dương và triển khai sắp xếp bến xe gọn gàng, trật tự, xây dựng các gian hàng đạt chuẩn thương mại, hướng đến xây dựng chợ Đông Ba trở thành chợ văn minh thương mại và trung tâm mua sắm lớn trên địa bàn. Tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng Mỹ An, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, khu nghỉ dưỡng do công ty cổ phần du lịch Mỹ An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2018. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục và đang thực hiện những phần việc cuối cùng để đưa vào vận hành vào ngày 28 tháng 4. Sau khi nghe báo cáo của đại diện chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ vui mừng khi khu du lịch này sẽ đi vào hoạt động đúng vào thời điểm mùa lễ hội của tỉnh.
Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cho rằng khi dự án đi vào hoạt động sẽ hứa hẹn là một nơi nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe lý tưởng của Huế, góp phần thu hút khách du lịch đến Huế, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong quý 1 đã tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số đáng mừng đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đến từ hoạt động thương mại trong nước và quốc tế. Trong đó, những ngành hàng có thế mạnh vẫn luôn là điểm sáng của xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp dệt may đón tin vui khi những mặt hàng như dệt kim, hàng phổ thông với sức tiêu thụ lớn đã có đơn hàng đến tháng 7 và tháng 8. Nhờ nỗ lực tìm kiếm, đơn vị này đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 4 năm nay. Thì với nhà máy chúng tôi ấy, để đáp ứng được các cái đơn hàng xuất khẩu về khá là cao, có những đơn hàng về tăng khoảng 150%. Cái áp lực của đơn hàng về nhiều chúng tôi cũng là một bài toán khó, nhưng chúng tôi vẫn có thể giải được. Nếu như năm 2020 được coi là năm đầy rẫy những khó khăn thách thức với ngành da giày, thì đầu năm nay ngành này đã vượt sóng, tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 ước đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ. Là cái mức tăng trưởng so với năm ngoái là đạt khoảng gần 10%, thì đây cũng là một cái con số cũng khá là tốt cho cái tín hiệu về thị trường của ngành da giày. Rõ ràng là cái việc mà thị trường nó đã có mức tăng trưởng dương so với 3 tháng đầu năm của năm nay, nó là tốt hơn so với 3 tháng của năm trước. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hầu hết các mặt hàng đều đạt mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng. Kim ngạch xuất khẩu và sự tăng trưởng thị trường của từng ngành cũng đã cho thấy rõ hơn về bức tranh xuất khẩu thời gian tới. Hàng điện tử, hàng điện gia dụng và đồ gỗ nội thất là những mặt hàng mà đang được hưởng lợi cũng như là có cái tác động tương đối tích cực do cái việc là nhu cầu tăng cao ở các thị trường khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên những ngành hàng như là dệt may và da giày thì có thể nói là cái khó khăn cũng vẫn còn rất là lớn. Dù thừa nhận năm nay sẽ tiếp tục đối diện với nhiều rủi ro do dịch COVID-19, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn có triển vọng tích cực nhờ các hiệp định thương mại thế hệ mới với ưu đãi về thuế quan và các điều kiện tiếp cận thị trường. Đây sẽ là cơ hội để xuất khẩu hàng hóa trong nước tiếp tục tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, làng nghề trồng mai Điền Hòa, huyện Phong Điền, vốn nổi tiếng khắp cả nước, đang đẩy mạnh thực hiện đề án trồng mai, xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế và làm giàu cho người dân. Gia đình ông Nguyễn Đăng Lý là hộ trồng mai đã mấy chục năm nay. Nhưng gần đây, với đề án của xã Điền Hòa, bên cạnh cả gốc mai cũ, ông đã ươm trồng thêm 5.000 cây mai mới. Với những chậu mai 2 đến 3 năm tuổi như thế này, ông bán với giá dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng, một mức thu nhập khá cao với đời sống ở nông thôn. Trồng mai không mất nhiều công, có thể chăm sóc cây những lúc nông nhàn, bán lại được giá nên mang lại nguồn thu nhập tốt bên cạnh công việc đông áng. Nguồn thu nhập cái mai thì nói thiệt là một năm tôi thu phải trên trăm. Trên trăm được nói, nhưng mà giống như mấy cây này, giờ phải 200 trở lên. Nếu tôi bán, mà nói thật sự tôi chưa muốn bán thì tôi bán là hết rồi. Đứa con chính là cái vườn mai này 3 năm, nhưng mà đã có hoa hết rồi. Chứ hiện tại là một cây là 3 triệu. Bây giờ so với làm nông nghiệp thì nói chung là vườn mai thì hơn xa. Nông nghiệp thì cũng vừa phải thôi, nhưng mà mai thì thu nhập sướng hơn. Hiện nay, xã Điền Hòa đang đưa vào quy hoạch vùng trồng mai với diện tích gần 1,5 hectare ở thôn 1, thôn 3 và thôn 8. Trước mắt, xã giao cho 16 hộ dân quản lý. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng, rào chắn bảo vệ, đèn chiếu sáng. Người dân bỏ thêm kinh phí lắp đặt camera để bảo vệ khu trồng. Mục tiêu hướng tới của xã là 100% hộ dân đều có tối thiểu 20 gốc mai trong nhà. Để mà duy trì cái làng nghề mai, thì ủy ban xã là có định hướng, là tức là khuyến khích mọi người dân là tiếp tục là duy trì cái làng nghề mai của mình, là để cho phát triển. Thì ban đầu thì xã là chọn 10 hộ dân là khuyến khích là hỗ trợ ban đầu cho người dân là tương đương từ một hộ vậy là khoảng 14 triệu đồng, là tức là một hộ quy định là tức là một hộ là phải trồng ít nhất là phải có 200 cây, là sau 10 hộ này thì thí điểm lên toàn bộ xã, và là xã là huy động hội nông dân của xã là huy động nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân trung ương và quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là 600 triệu đồng, là tức là tiếp tục là cho hội viên nông dân là khó khăn, là tiếp tục là tiếp cận nguồn vốn này để vay vốn để tiếp tục là duy trì cái nghề mai.
Năm 2019, làng nghề mai cảnh Thế Chí Tây của xã Điền Hòa được công nhận là làng nghề truyền thống. Với các thế mai như long lượng, long mẫu, sinh long tử, long thăng đã trở thành nét đặc trưng văn hóa, thương hiệu của làng mai Thế Chí Tây. Việc lấy mạnh trồng mai trong toàn xã không chỉ góp phần phát triển làng nghề truyền thống, mà còn là một cách để người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Như vậy là hiện nay thì có nhiều nhà là họ lấy tới là gần cả 200 chậu mai như vậy trong nhà. Và cái tổng cái nguồn thu nhập của bà con này là cái nguồn thu nhập rất cao. Sau 3 năm trong thí điểm của là cái quỹ hỗ trợ của nông dân và cái nguồn của xã huy động thì là hiện nay cái số tiền mà bà con mà thu nhập bán từ cây mai là thu nhập rất cao. Có nhiều cây là sau 3 năm thì họ bán là từ dao động từ là 1 triệu đến 3 triệu đồng trên một cây. Hiện nay, Thừa Thiên Huế đang phát động phong trào mai vàng trước ngõ với nhiều chương trình dài hơi hướng tới xây dựng Thừa Thiên Huế thành thủ phủ mai vàng của Việt Nam. Phát huy được lợi thế nghề truyền thống, Điền Hòa sẽ có những thay đổi phát triển hơn từ cây mai vàng. Tiếp tục chương trình là những tin tức hoạt động diễn ra trên địa bàn. Tại công viên Tử Tường, sáng qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Alpha khai mạc chương trình Hội sách Alpha Book 2021 với trên 100.000 cuốn sách được trưng bày giới thiệu đến bạn đọc. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 4, chương trình Hội sách Alpha Book 2021 là hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam và cũng là dịp để mọi người tiếp cận được những đầu sách hay, chất lượng nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là trong giới trẻ. Tại hội sách lần này, Alpha Book mang đến hơn 100.000 cuốn sách với phong phú các thể loại cùng nhiều bức giá ưu đãi. Trong đó có những dòng sách mới xuất bản về kỹ năng sống, công việc, dòng sách của các tác giả Việt nổi tiếng, sách về khởi nghiệp, marketing, sách truyền dành cho độc giả nhỏ tuổi, cùng rất nhiều đầu sách hay về Huế. Trong khuôn khổ của hội sách, ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra sự kiện vẽ bìa sách sắc màu hạnh phúc. Với sự hướng dẫn của các giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế, các em nhỏ có dịp thỏa sức sáng tạo, vẽ bìa những cuốn sách theo sở thích trí tưởng tượng của mình. Đó cũng là cách thức khơi gợi tình yêu sách và phát triển văn hóa đọc trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Nhằm nâng cao năng lực trong công tác khám chữa bệnh, nhất là ứng dụng công nghệ cao trong công tác chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty VinBrain, nhà cung cấp phần mềm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực y tế. Theo đó, công ty VinBrain sẽ triển khai hợp tác với Bệnh viện Trung ương Huế trong việc chia sẻ các sản phẩm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế như chẩn đoán sàng lọc ưu tiên các bất thường bao gồm COVID-19, tích hợp trực tiếp máy chụp X-quang các lớp. Trong khuôn khổ ký thỏa thuận hợp tác, hai bên không chỉ hợp tác nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các nghiên cứu hỗ trợ công tác sàng lọc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh thông qua hình ảnh y tế, mà còn có các hợp tác thực hiện các nghiên cứu khoa học, cập nhật các bài báo khoa học công bố trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, những ngày gần đây, đường dây nóng của Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đã nhận được nhiều phản ánh của người dân ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền về việc các xe chở vật liệu xây dựng cho dự án đường cao tốc Cam lộ La Sơn gây bụi, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Phóng viên chương trình đã có mặt tại hiện trường để phản ánh sự việc. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại vào giờ các em học sinh đi học về tại thôn Bình An, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Con đường vắng xe cộ ngày nào giờ tấp nập xe tải hàng nặng chen chúc qua lại. Nguy hiểm hơn, các xe này đều đi với tốc độ cao, rất nguy hiểm cho các em học sinh mỗi lúc ra về. Mỗi lần học về là bụi về, xe đi ngang qua nguy hiểm, là xe tải đi giữa đường, con men từ đi đường bên đi giữa. Vì là đường lên ý là tiếng thì quốc lộ nhưng mà nhỏ, mà con em đi học hai bên là quả là chật chội đi mà đường xe chạy thì quả nhanh. Mà bùi bằm nữa, cho nên đề nghị các môi trường và các cấp trên là làm rắn cho con không dấn ở đây là không chịu nổi vì cảnh là cảnh bùi. Những chiếc xe tải này là xe chở vật liệu để thi công cao tốc Cam lộ La Sơn. Do lưu lượng xe qua lại nhiều, chở đất đá là chỉ phủ bạc sơ sài nên gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, nhất là ô nhiễm môi trường. Những ngôi nhà nằm ở mặt tiền đều phải chịu cảnh bùi bám dày ở khắp mọi nơi. Nhiều hàng quán phải đóng cửa không buôn bán được. Trước tình trạng này, một số hộ dân đã nhiều lần ra đường chặn xe để yêu cầu đơn vị thi công cần có các biện pháp cũng như yêu cầu các lái xe chạy với tốc độ chậm lại. Người dân thì là bức xúc, là giống như đường xe chạy thì cũng ai là có quyền cấm, mà với là chạy là phải có ý thức, đi là vung vài là tưới nước
thì xịt bùng vô tầng nhà, học sinh đi về là bộ đồ đen là thành bộ áo quần là bóng đỏ đẹp luôn. Mà giống như gì nữa, bữa mai mà đi chợ là phải mặc cái quần mưa vô để chúng tạc chúng khỏi nhớp chúng thôi, mà tới chợ thì coi như là người mà giống như lấm lém nữa. Đó, qua bên cái cầu á, qua đoạn cầu là sụt là thậm chí là cái móng cầu gần sắp bến á. Ố trời ơi, có em quấy à, con mà không có em à, hàng chạy á, chạy dễ sợ lắm, chạy qua cái cuốn ấy là không là khiếp rồi. Chứ người nói là làm gì nữa, qua cái cuốn chạy dễ sợ lắm, có những lúc vô 3-4 chiếc xe lại một chỗ một cuốn luôn á. Để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do việc thi công dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn qua địa bàn huyện, ngày 31 tháng 3, lãnh đạo huyện Phong Điền đã có buổi làm việc với ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền các xã liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phong Điền đã yêu cầu ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục xảy ra tình trạng xe chở đất đá phục vụ thi công dự án gây ô nhiễm môi trường và làm mất an toàn giao thông. Đến nay, đơn vị thi công đã có tưới nước mặt đường, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng nên chỉ không lâu sau, mặt đường lại khô và bụi mù vẫn là một nỗi ám ảnh đối với người dân ở đây. Không những chỉ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà những cái lớp bụi bặm do những cái xe tải chở đất đi ngang qua đây thì cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến một số diện tích cây ăn trái và cả cái loài cây khác của người dân ở khu vực này. Sau khi là nhận được cái kiến nghị của bà con thì xã đã có phối hợp với công an huyện mời các cái chủ thi công trên các tuyến đường này lên để cam kết là chạy chậm và tưới nước để cho khỏi ảnh hưởng môi trường, của hạn chế cái ảnh hưởng đối với bà con. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa rồi thì có khi vì cái tưới thì thấy đó, mỗi lần mà tưới thì nó đậm nước nhưng mà để đi cũng khó khăn, mà thời tiết ở đây nữa là nhanh khô nên là trong quá trình thi công là vẫn còn ảnh hưởng bà con cũng vẫn tiếp tục kiến nghị khi mô thì bà con điền để nhờ chính quyền can thiệp thì chúng tôi liên lạc với đơn vị thi công để mà tưới nước cho hạn chế cái mức độ thì ảnh hưởng đến cuộc sống bà con. Để giảm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, các đơn vị thi công dự án cần thực hiện nghiêm cả quy định trong xây dựng. Phần cuối là một số thông tin khác. Thực hiện quyết định 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 134 giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Theo đó, phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động, trong đó tạo việc làm thông qua phát triển các ngành kinh tế của tỉnh cho trên 11.500 lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 2.500 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng lao động ngành du lịch dịch vụ và giảm lao động ngành nông lâm nghiệp thủy sản, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 67%. Theo đó, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, phát triển mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn, chính sách tín dụng việc làm, phát triển thị trường lao động và các hoạt động kết nối cung cầu lao động ở trong nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với thúc đẩy tạo việc làm cho người lao động trong tỉnh, xuất khẩu lao động cũng là hướng đi được Thừa Thiên Huế quan tâm. Dự kiến trong năm 2021, tỉnh phấn đấu đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải nghiêm túc, đồng bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện luôn chủ trọng đầy đủ, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Theo đó, năm 2021, phấn đấu đưa từ 1.800 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, khai thác có hiệu quả thị trường lao động nước ngoài, tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế tổ chức giải bóng đá truyền thống lần thứ 8 năm 2021. Tham dự giải có 7 đội bóng nam và 7 đội bóng nữ đến từ các liên chi đoàn, các khoa trực thuộc. Các đội thi đấu theo thể thức phong trào một lượt. Những đội bóng xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia các giải đấu lớn hơn do đoàn cấp trên tổ chức. Sau một năm bị giãn đoàn do dịch bệnh, giải bóng đá truyền thống của trường được tổ chức. Bên cạnh tạo sân chơi cho các sinh viên đam mê môn thể thao vua, thì cũng là dịp để các em thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần thể thao, khỏe để học tập.
Còn bây giờ, như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về thời tiết trong ngày của tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết Thừa Thiên Huế chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ và dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 84%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà từ 23 đến 30 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy từ 24 đến 31 độ, Thành phố Huế từ 24 đến 31 độ, A Lưới từ 21 đến 29 độ, Nam Đông từ 23 đến 32 độ. Thời tiết biển đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.